Hello, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ test thử con dao nhé, xem độ bén của nó như thế nào nhé nha. Thì đầu tiên bây giờ mình sẽ tạo hình cho cái quả này anh em nhé. Hơi khó làm một tí, mình sẽ làm bông hoa đi. Sẽ tỉa ở đây một bông hoa nhé. Sẽ để độ xéo 45 độ này. Sau mình sẽ đó. Nào anh em nhỉ, dao này khá là bén luôn các bạn. Mình sử dụng con dao khác anh em nhỉ, mình sẽ khắc tên chút đi. Video này nghiêm cấm sử dụng đối với trẻ em nhé. Đề nghị trẻ em không có theo dõi và bắt chước theo cái clip này nha anh em. Nói chung quy là con dao rất là sắc bén anh em nhé. Lưu ý anh em là không nên sử dụng đối với trẻ em nhé. Trẻ em không nên xem clip này và thực hiện theo nhé.